Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người tiếp tục series review đồ nha. Và hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn về một hình ảnh của một con gà mái đang nằm ấp trong chiếc ổ của mình nha. Và như các bạn có thể thấy thì ở trên tay của mình là hình ảnh của một con gà các bạn này. Có màu sắc là màu cam các bạn nhé. Và cái phần mào này thì có màu đỏ các bạn nhé. Mình hoàn thiện cho phần mũi là phần mào, phần mỏ là màu vàng, mắt là màu đen. Hai bên râu này là màu đỏ các bạn nhé. Và đây là hình ảnh của một chú gà mái các bạn nhé. Đang nằm trong cái chiếc ổ rơm của mình. Đấy. Ổ rơm thì mình sẽ cho màu sắc là màu vàng nha các bạn. Thì mình thấy thường thì rơm thì sẽ có màu vàng nên là mình đã sử dụng màu vàng để hoàn thành cho cái phần ổ rơm này của mình nha. Sản phẩm gà mái đang ấp này của mình thì được hoàn thành bởi cái bộ đất sét nặn tự khô mọi người nhé. Với những cái chi tiết rất là xinh mọi người này. Đây là hình ảnh của một con gà rất là xinh. Cách làm của nó thì cũng khá là dễ thôi mọi người nhé. Không có một cái gì khó cả. Các bạn có thể tham khảo những cái mẫu về các con vật như thế này về cho các bé nhà mình vui chơi và trải nghiệm nha. Các bạn có thể tự làm cho các bé nhà mình hoặc là các bạn có thể cùng với các bé nhà mình và các bạn có thể hướng dẫn các bé nhà mình áp dụng những cái hình như thế này để cho các bé nhà mình hoàn thiện nên hình ảnh của một con gà đang nằm ấp ổ rất là xinh như thế này mọi người nhé. Và đây là hai phần cánh của nó nha mọi người. Đây các bạn, đây là ổ rơm các bạn, có màu sắc là màu vàng các bạn nhé. Rất là xinh mọi người nhé. Đất sét nặn tự khô thì các bạn sẽ mua với cái giá là 20.000 đồng cho một cọc 12 túi mọi người nhé, với 12 phân loại màu sắc. Các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu này của mình hoặc là các bạn có thể sử dụng 12 phân loại có sẵn ở trong bộ đất sét màu để chọn ra những cái phân loại màu các bạn yêu thích để hoàn thành lên cái sản phẩm con gà đang ấp ổ này của mình nha. Và sản phẩm con gà đang ấp ổ này của mình thì nói với tiện sẽ giữ thăng bằng được nha mọi người. Đây là các bạn có thể kích thước thì tùy các bạn nhé, các bạn có thể sử dụng nhiều đất để làm lên sản phẩm này to hoặc là các bạn có thể nặng bé bé giống mình cũng được nha. Sản phẩm này thì các bạn có thể nặng sau khi để khô và để làm đồ chơi cho các bé này, hoặc là các bạn có thể nặng những cái sản phẩm như thế này để deco trang trí trưng bày đều rất là xinh cho mọi người. Sản phẩm này của mình không có giá mọi người nhé. Hôm nay thì mình review cho các bạn để cho các bạn có thể tham khảo thêm được một mẫu các con vật được làm từ đất sét nặn tự khô để cho các bạn có thể trải nghiệm cùng các bé nhà mình nha. Rất là xinh cho mọi người với ba tông màu chủ đạo để hoàn thành lên cái sản phẩm này. Hình hài của một con gà mái đang còn ấp ổ rất là xinh. Và nó có thể giữ được thăng bằng cho mình các bạn này. Thì cái phần ổ này thì mình nặng nó to hơn cả con gà mọi người, nên là nó có thể giữ thăng bằng mọi người nhé.
và video giới thiệu về hình ảnh của một con gà được làm từ đất sét Lạn Tự Khô của mình. Đến đây là kết thúc rồi mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người có thể tham khảo mẫu con gà này để áp dụng cùng với đất sét Lạn Tự Khô nha.